Có chuyện gì hai đứa chạy dữ vậy? Mẹ phát hiện cha giấu quỷ đen rồi. Hai đứa con còn non lắm, cái là quỷ nhỏ trai thôi, cha cố tình cho mẹ con phát hiện á, tưởng cho hết tiền, nhưng quỷ lớn cho cất kỹ dữ lắm. Ghê vậy. Cho hai đứa nè, lần sau có gì báo cha biết nữa nha. Dạ. Trời ơi, cái ông này, đằng này cha mà tới công chuyện với mẹ ơi. Cha có gì là tụi con trình báo cho mẹ liền. Nhớ đó. Hả?